các vị thần Euler, Raymond, Euclid, Fibonacci vĩ đại ở trên trời. Xin hãy ban phúc cho các em học sinh lớp số 8 nhất định có thể đạt được thành tích tốt. Lục Tam, anh yên tâm đi, tôi tin rằng người có thể thắng được trời. Đúng vậy Lục Tam, anh vì làm trọng tâm ôn tập mà quên ăn quên ngủ tới nỗi ngất đi, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Nắm bắt quyền làm chủ. Đón nhận khó khăn mà tiến lên. Lần thi toán này thật sự là sướng quá. Các cậu có thấy bài này giống y hệt với đề thi thử không? Cũng may lúc đó bạn học ca tử làm sai, bắt thầy giải toán giảng đi giảng lại mấy lần. Đúng thế, đúng thế. Cảm ơn ca tử. Nào ca tử, ăn một cái đi. Không đúng, vừa nãy tớ nghe các bạn lớp số 7 nói đáp án của bọn họ không giống chúng ta. Không phải chứ, nghe linh tinh. Chắc không phải đâu. Đề thi lần này không khó. Tớ đã kiểm tra qua một lượt rồi, chắc chắn không sai đâu. Đúng không ca tử? Đúng rồi ca tử à. Cậu cảm thấy lần này thi toán thế nào? Tớ không biết. Tôi cũng phải đặc biệt nhắc tới một chút, đó là lớp số 8 khối 10. Như chúng ta đã biết, tổng thành tích của lớp số 8 từ học kỳ trước tới nay vẫn luôn đứng cuối cùng. Lại thêm việc học kỳ này các giáo viên bộ môn tiếp quản lớp cũng đều rất trẻ. Đây là muốn hành hình công khai à? Nhưng lần thi chung toàn thành phố này các em ấy thi được kết quả đứng thứ 11 toàn khối, không có đồng hạng. Mặc dù đây không thể là thành tích đáng tự hào, nhưng so với học kỳ trước mà nói thì đã có sự tiến bộ rất rõ ràng. Cũng là lần đầu tiên thoát khỏi vị trí cuối cùng, vì vậy vẫn cần phải đặc biệt nhắc nhở để tuyên dương. Bác à, tới lúc về rồi chứ? Ừ, cũng tới lúc rồi. Tôi ở đây đợi bạn. Sai lầm cũng có sao, đừng bao giờ bỏ cuộc. Cho đến khi đón chào cuộc sống mới. Sai lầm cũng có sao, không được quên những gì đã trải qua. Hãy mỉm cười và tiến về phía trước. Năm năm trước, mẹ của tôi mắc bệnh ung thư tuyến tụy. Lúc chẩn đoán ra bệnh thì đã là giai đoạn cuối rồi. Giống như là bị bác sĩ kết án tử vậy. Suy nghĩ của tôi lúc đó và Dư Huy rất giống nhau, đều nghĩ là chỉ cần có tiền sẽ có thể cứu mạng người thân yêu nhất, có thể giúp họ tiếp tục sống trên thế giới này. Còn chuyện sống được tới ngày nào thì không dám nghĩ tới. Khoảng thời gian đó, mỗi ngày bố của tôi đều gọi cho tôi để cãi nhau, không ngừng cãi nhau. Mẹ của tôi muốn về nhà, muốn gặp đứa con trai duy nhất. Mẹ tôi nói trước đây đã dành quá nhiều tâm trí cho các học sinh, vì thế muốn bù đắp lại cho tôi. Bố tôi vì muốn làm mãn nguyện mẹ tôi chỉ có thể đồng ý. Còn tôi thì sao? Là đứa con trai duy nhất của bà ấy, đang làm gì? Tôi đang dốc hết sức để ca hát, sáng tác không kể ngày đêm, bạc mạng ở live show, cãi nhau với bố tôi trong hậu trường. Lúc đó tôi thật sự rất sợ hãi. Tôi chỉ có thể kiếm tiền. Tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi có tiền, tôi có thể mời bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện tốt nhất cho mẹ của tôi. Chỉ cần tôi có thể hát mãi thì tôi có thể không ngừng làm ra tiền. Vậy thì mẹ tôi cũng có thể sống mãi. Chỉ cần mẹ tôi tiếp tục sống thì tôi có gia đình. Tôi chỉ cần mẹ tôi tiếp tục sống là đủ rồi. Lần gặp mặt cuối cùng của chúng tôi là ở phòng bệnh lạnh lẽo. Bên cạnh mẹ tôi là một chiếc máy lạnh lẽo kêu tít tít tít. Cô nói xem tôi đã không hiếu thảo tới mức nào.
Xin lỗi. Xin lỗi. Con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi. Con xin lỗi. Hình phạt mà anh nhận được đã quá đủ rồi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Bị cảm thật rồi. Không lạnh sao? Sao cô lại chưa ngủ? Nhiệt độ vừa phải, mau uống đi. Thật ra tôi từ nhỏ đã rất ghét uống sữa. Tôi biết. Mẹ tôi nghĩ rằng mẹ tôi đã dành toàn bộ thời gian cho học sinh của bà ấy, nên chỉ có thể chờ đến tối có chút thời gian là dành cho tôi. Lần nào mẹ tôi cũng đưa cho tôi một cốc sữa. Vì thế cốc sữa này là lời xin lỗi mẹ tôi dành cho tôi. Đông Nam, nhìn nè, tặng cho con đấy. Sao mẹ biết con muốn một cây đờn guitar? Không cần phải lén lút sáng tác nữa đâu. Con cứ làm thoải mái đi. Mẹ ủng hộ con trở thành ca sĩ. Cốc sữa nóng này là sự đồng hành của mẹ anh dành cho anh. Vì thế cho tới nay, dù cho anh không hề thích uống sữa, Nhưng mà mỗi lần uống sữa, tôi lúc nào cũng ở trong trạng thái tựa như mẹ tôi vẫn còn ở bên cạnh tôi. Người mà ta muốn nhớ mãi mãi sẽ không bị quên lãng.
Đây là ý nghĩa của tình yêu thương. Cũng có thể. Đông Nam. Mẹ, cố lên nha. Đứng lặng yên. Nhìn lên bầu trời. Tôi ở đây đợi bạn. Tôi ở đây đợi bạn. Sai lầm cũng có sao. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Cố lên nha, hướng Đông Nam. Cho đến khi đón chào cuộc sống mới. Thầy Hướng à, thầy sao thế? Lục Tam à, rót giúp tôi cốc nước đi. Anh có vẻ hơi sốt rồi. Để tôi đi rót nước. Cô Tô à, thầy Hướng. Hai người sao thế? Lục Tam. Lục Tam. Lục Tam. Nào, uống một ngụm nghe lời đi. Anh không muốn. Chị à, không thì em tự không sao đâu. Em chỉ có một ngày không gặp anh mà anh để bộ dạng thế này. Có chuyện gì gấp đi nữa thì cũng không thể chạy trong mưa chứ. Bọn anh làm sao biết được lúc đó lại mưa, còn mưa to như thế. Hôm qua em đã gửi cho anh dự báo thời tiết rồi. Cảm ơn. Nào nghe lời. Không muốn, một ngụm thôi. Anh không. Em ăn no rồi. Được rồi. Đun cho em trà gừng để ở bên kia kìa. Tí nữa em tự uống chút nha. Đắp chăn vào, ra mồ hôi là khỏi thôi. Chị cứ để bát ở kia đi, tí nữa em tự rửa. Chị rửa là được rồi. Em chăm sóc người khác cũng phải nhớ chăm sóc bản thân. Nếu như em ốm ra đấy, thì các em học sinh phải làm sao? Tuần sau là phải thi giữa kỳ rồi. Chủ nhiệm, cô Tô đã thế này rồi mà cô còn nói những lời như thế. Có còn tính người không? Đúng là diệt tuyệt sư thái. Bị sốt tới mơ hồ, tôi đưa anh về phòng nghỉ ngơi chút. Đi thôi. Anh không đi, đi thôi. Đi dép vào.
yên tĩnh. Bạn cùng bàn, mai là phải thi rồi, cậu đưa tớ tới phòng học làm gì? Hôm nay tớ vẫn còn rất nhiều đề thi thử chưa làm đó, chúng ta về đi. Không sao đâu, ca tử. Chỉ một lúc thôi. Họ tên Nam Ca Tử. Lần này tớ nỗ lực ôn tập, cố gắng không bị dưới trung bình. Nhất định sẽ không đâu. Đây không phải là thứ ở trên quầy chỗ nhà ăn à? Sao cậu mang nó tới đây? Vì kỳ thi giữa kỳ của cậu. Bóc một cái đi. Bạn cùng bàn, cậu thật ngốc. Cái bánh quy may mắn này đều là lừa người thôi, bên trong đều viết lời tốt đẹp. À, vậy đợt trước, trước mỗi kỳ thi với thi đấu, cậu đều bảo tớ bóc một cái, thì ra đều là dỗ cho tớ vui. À không, không phải, chỉ là tớ không muốn cậu quá căng thẳng thôi. Tớ cũng thế. Bóc một cái đi. Những điều bạn nghĩ đến đều sẽ thực hiện được. Vận may của cậu rất tốt đó. Xem ra cậu muốn cái gì đều sẽ thực hiện được. Bạn cùng bàn, cậu có tin không? Nếu tớ không tin thì sẽ không ở đây làm những chuyện nhàm chán này cùng cậu đâu. Những cái bánh quy may mắn này thật sự có thể mang lại may mắn sao? Dù sao đợt trước cậu bảo tớ bóc mấy cái kia đều mang lại may mắn cho tớ. Cậu thấy thế nào? Vậy tớ bóc thêm một cái nữa. Biết gì thế? Cười một cái thì may mắn sẽ tới. Vậy cậu mau cười đi. Gần đây vì ôn tập mà không thấy Nam Ca Tử vui vẻ của tớ đâu rồi. Cười cái đi. Vậy cậu cùng cười với tớ đi. Như thế thì may mắn sẽ tăng gấp bội. Được. Ca Tử à, cậu đã rất cố gắng rồi. Vì vậy cậu hãy thoải mái lên đi. Cho dù vị trí của cậu ở đâu thì nhất định kết quả cũng sẽ tốt thôi. Ừ. Thầy Hướng, hai người khỏi ốm chưa? Bây giờ không sao rồi chứ? Xin lỗi, cũng đều tại em. Không sao đâu, chỉ ốm vặt thôi mà. Nào, đi vào chuyện chính đây. Ngày mai là ngày thi giữa kỳ rồi. Các em nhất định phải thả lỏng tinh thần, thoải mái lên. Lớp chúng ta đứng thứ nhất từ dưới lên trong toàn khối. Điều này cũng rất tốt. Là một vị trí thoải mái nhất rồi. Cho dù thế nào đi nữa cũng sẽ không thấp hơn vị trí này được. Cho nên các em nhất định phải ra trận với hành trang gọn nhẹ. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Đừng lo sợ. Mùa hè đến rồi. Bây giờ, điều quan trọng nhất là dùng hết sức mà bước đi, đi đến thỏa thích mới trở về. La hét hoan hô suốt cả đêm để ước mơ được bay lượn dưới ánh dương. Chúng ta có thể khắc phục nỗi sợ hãi, nắm bắt quyền làm chủ, đón nhận khó khăn mà tiến lên. Thanh xuân bất tận, vũ trụ nhỏ sắp bùng nổ rồi. Dũng cảm vượt qua gành thác, vượt qua dòng nước đang chảy xiết. Bầu không khí tràn đầy khí thế. Đi đến bất cứ nơi đâu mà bạn muốn. Lưu lại những hồi ức tươi đẹp. Trân trọng sự ấm áp vốn có. Chúng ta có thể khắc phục nỗi sợ hãi, nắm bắt quyền làm chủ, đón nhận khó khăn mà tiến lên. Thanh xuân bất tận, vũ trụ nhỏ sắp bùng nổ rồi.
các vị thần Ola, Rayman, Euclid, Fibonacci vĩ đại ở trên trời. Xin hãy ban phúc cho các em học sinh lớp số 8 nhất định có thể đạt được thành tích tốt. Lục Tam, anh yên tâm đi, tôi tin rằng người có thể thắng được trời. Đúng vậy Lục Tam, anh vì làm trọng tâm ôn tập mà quên ăn quên ngủ tới nỗi ngất đi, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Nắm bắt quyền làm chủ, đón nhận khó khăn mà tiến lên. Lần thi toán này thật sự là sướng quá. Các cậu có thấy bài này giống y hệt với đề thi thử không? Cũng may lúc đó bạn học ca tử làm sai, bắt thầy giải toán giảng đi giảng lại mấy lần. Đúng thế, đúng thế. Cảm ơn ca tử. Nào ca tử, ăn một cái đi. Không đúng, vừa nãy tớ nghe các bạn lớp số 7 nói đáp án của bọn họ không giống chúng ta. Không phải chứ, nghe linh tinh. Chắc không phải đâu. Đề thi lần này không khó. Tớ đã kiểm tra qua một lượt rồi, chắc chắn không sai đâu. Đúng không ca tử? Đúng rồi ca tử à. Cậu cảm thấy lần này thi toán thế nào? Tớ không biết. Có kết quả rồi. Tớ vào top 10 rồi. Lại là thứ tư. Ôi mẹ ơi, ngữ văn của tớ cuối cùng cũng đạt yêu cầu rồi. Không phải. Ca tử à, thế nào rồi? Tớ đạt yêu cầu rồi. Tất cả các môn đều đạt yêu cầu rồi. Bán cung ba nha, là may mắn, thật sự có may mắn đó. Càng nỗ lực càng may mắn. Ca tử à, cậu giỏi quá. Chúng ta vì ca tử, lần đầu tiên đặt yêu cầu. Cạn ly, cạn ly, cạn ly, cạn ly. Cảm ơn. Tôi xem phản ứng của mọi người trong nhóm, chắc là các em ấy thi được kết quả rất tốt. Uống xong cốc sữa này rồi mau đi ngủ đi, ngày mai là biết thành tích tổng thể rồi. Không cần căng thẳng quá. Tôi không căng thẳng. Có gì phải căng thẳng chứ? Thừa nhận căng thẳng cũng không mất mặt mà. Tôi thật sự không căng thẳng. Nửa tháng nay học sinh lớp số 8 đều rất cố gắng. Tôi tin rằng nhất định sẽ có một kết quả tốt đẹp. Đừng lo lắng. Tôi thấy cô căng thẳng mới đúng. Dù sao cũng là lần đầu tiên thi chung toàn thành phố mà. Vậy tôi với tư cách là giáo viên ít nhiều cũng có chút căng thẳng. Đó là rất bình thường. Từ trước tới nay tôi chưa từng nghi ngờ học sinh của chúng ta. Nhất là sau khi các em ấy trở nên cố gắng, tôi đặc biệt kiên định rằng tôi có thể ở lại. Anh... Từ trước tới nay chưa từng nghi ngờ các em ấy. Đương nhiên rồi, bởi vì ngoài việc các em học sinh lớp số 8 cần tôi ra, hiệu trưởng An cũng cần tôi. Theo ý của thầy là nếu lần này điểm trung bình giữa kỳ của lớp số 8 không cao hơn điểm trung bình của cuối kỳ trước thì tôi bắt buộc phải rời đi, đúng không? Phòng hiệu trưởng. Trên lý thuyết là như thế. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà tôi tin rằng chỉ cần anh Hạ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thì nhất định sẽ phụ trách đến cùng. Thành tích học tập không phải vấn đề, mà nhà trường có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho anh. Nhiệm vụ gì? Năm nay là tròn 100 năm thành lập đảng. Các trường trung học trong ngành đều phải tổ chức hoạt động chủ đề một lần. Trường trung học sư phạm chúng ta cũng không ngoại lệ. Trong đó, tiệc mừng 100 năm thành lập đảng là nhiệm vụ quan trọng nhất của hoạt động lần này. Tôi hiểu rồi. Vì thế cô Tô à, trong tương lai chúng ta vẫn phải đón nhận thử thách mới, cố lên. Nếu đã không cần lo lắng thì đi ngủ sớm đi thầy Hướng. Nhờ vào sự vất vả của các thầy cô trong khối trong 2 ngày nay mà thành tích các môn của khối 10 đều đã có rồi. Học kỳ này, thành tích các môn của các lớp đều đã được nâng cao một cách rõ rệt. Chúng ta phải đặc biệt tuyên dương đó là lớp số 7, điểm thi các môn đứng thứ nhất toàn khối.
Tôi cũng phải đặc biệt nhắc tới một chút, đó là lớp số 8 khối 10. Như chúng ta đã biết, tổng thành tích của lớp số 8 từ học kỳ trước tới nay vẫn luôn đứng cuối cùng. Lại thêm việc học kỳ này các giáo viên bộ môn tiếp quản lớp cũng đều rất trẻ. Đây là muốn hành hình công khai à? Nhưng lần thi chung toàn thành phố này các em ấy thi được kết quả đứng thứ 11 toàn khối, không có đồng hạng. Mặc dù đây không thể là thành tích đáng tự hào, nhưng so với học kỳ trước mà nói thì đã có sự tiến bộ rất rõ ràng. Cũng là lần đầu tiên thoát khỏi vị trí cuối cùng, vì vậy vẫn cần phải đặc biệt nhắc nhở để tuyên dương. Sau cuộc họp này, các thầy cô vẫn cần làm tốt công tác tổng kết của nửa học kỳ này, xem xét lại các kinh nghiệm được và mất. Được rồi, buổi hội nghị này hôm nay đến đây là kết thúc, tan họp. Mấy ngày trước, tớ xem một đoạn video trên mạng, là cái khống chế này nè, cậu xem. Tuyệt quá, tớ cũng xem rồi. Mấy ngày trước tớ xem một loạt các động tác, tớ cũng học được một ít, chờ tớ luyện xong chúng ta về tập một chút. Nào, 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Đúng, đúng, đúng là như vậy. 2, 3, 4, đúng là cái này. 5, 6. Hai anh này, phòng dạy nhạc còn chưa đủ cho các anh xoèn xoẹt. Tới đây nhảy nhót cái gì? Đây không phải là anh Vũ à? Cậu chạy tới đây ngủ làm gì? Còn không phải vì các cậu ồn quá, vì quá sợ hãi mà tôi phải tránh ra đây. Không phải Hạ Thời Vũ, tôi nói cậu cả ngày không có việc gì, chỉ biết đi ngủ. Không có việc gì, cậu có xứng đáng với sự dạy dỗ của thầy Hướng của chúng ta không xứng đáng sao? Đã học thuộc ngữ văn chưa? Chỉ biết ngủ và ngủ. Ngủ và ngủ. Làm gì đó? Đều là thứ anh mày chơi chán rồi. Cố lên. Cậu ấy còn rất không phục đấy, rất không phục.